Thưa quý vị, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Nai phối hợp với Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức hội thi Câu lạc bộ gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2023. Thông qua những đội hội thi này, các gia đình tiêu biểu ở các huyện, thành phố đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc trên toàn tỉnh. Hội thi có sự tham gia của 12 câu lạc bộ gia đình tiêu biểu đến từ các huyện, thành phố, đại diện cho hơn 1.000 câu lạc bộ gia đình trong toàn tỉnh. Tham gia hội thi, các đội trải qua hai phần thi sáng kiến truyền thông và phần thi kiến thức. Thông qua hai phần thi, các đội đã bằng nhiều hình thức từ văn nghệ, tiểu phẩm, sân khấu hóa, khéo léo lồng ghép các câu chuyện thực tế về thực trạng gia đình hiện nay, cũng như tuyên truyền nội dung luật phòng chống bạo lực gia đình, luật dân số kế hoạch hóa gia đình, v.v. Tôi thấy được là tất cả các hội thi ai cũng chuẩn bị rất là tốt cái phần biểu diễn của mình. Và từ đó thì chủ yếu đến đây không phải là để thi mà để lấy giải, nhưng chúng tôi đến đây để mà học hỏi, giao lưu, rồi về tham gia thành thật. Theo đó là những cái bài học kinh nghiệm để sau này chúng ta cần phải tuyên truyền về những cái tập gia đình hạnh phúc ở địa phương chúng ta, phát huy để lan tỏa được nhiều gia đình hạnh phúc ở cộng đồng dân cư ở địa bàn. Hôm nay tôi đại diện cho đơn vị Huyện Xuân Lộc tham gia hội thi gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Nai với cái tiểu phẩm là Gia đình hạnh phúc. Thì thông qua tiểu phẩm này, đơn vị chúng tôi muốn gửi đến một cái thông điệp, đó là tất cả hãy cùng chung tay để xây dựng một gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Thì thông qua cái tiểu phẩm cũng muốn tuyên truyền đến tất cả mọi người là vấn đề xây dựng hạnh phúc gia đình. Gia đình là một tế bào xã hội, khi mà gia đình hạnh phúc thì xã hội phồn vinh. Thì trách nhiệm của tất cả các thành viên trong cái việc mà xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm của tất cả mọi người, không phải của riêng ai. Định kỳ hàng năm thực hiện công tác gia đình, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đồng Nai cho đến các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức các hội thi, hội diễn về nội dung xây dựng gia đình hạnh phúc. Thông qua hình thức tổ chức này đã tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, thành viên các câu lạc bộ gia đình chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, nâng cao hiểu biết về vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Qua đó nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Rất là hiệu quả luôn, là những cái gia đình tiêu biểu đó, là người ta tham dự, người ta làm là lan tỏa ra những cái gia đình khác để mà làm cũng như là làm gương cho các gia đình khác để ta thực hiện noi gương theo, để mà học tập những cái hay, gia đình không bạo lực, gia đình hiếu thảo với ông bà cha mẹ, những cái tấm gương con học giỏi, chăm ngoan, gia đình hạnh phúc, ấm no, xây dựng gia đình là cái như là ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, không bạo lực. Sau hai phần thi, ban tổ chức đã chấm điểm và trao giải cho các đội thi có thành tích cao nhất. Theo đó, giải nhất phần thi sáng kiến truyền thông thuộc về huyện Vĩnh Cửu, giải nhất phần thi kiến thức thuộc về huyện Xuân Lộc. Ban tổ chức cũng trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích toàn đoàn cho các đội thi.